gái Đắk Lắk đẹp như hoa hậu trở thành nữ tiếp viên trưởng tuổi 21. Tai nghe Bluetooth AirPlus, chuẩn Bluetooth 5.0 mới nhất hiện nay, khoảng cách kết nối tối đa lên đến 15m, thiết kế sang trọng cao cấp, âm thanh được tích hợp công nghệ chống ồn, khử tạp âm, sử dụng liên tục lên đến 5 tiếng, đảm bảo giải trí cả ngày. Và đặc biệt giá đang cực sốc, chỉ 179k ship toàn quốc. Đặt hàng gọi ngay cho shop 0387458303. Trai 27 tuổi được Huawei trả chạm đỏ mời về trả lương 7 tỷ mỗi năm. Hot girl bốc phát đưa đổ thiếu gia giàu có, được trai đẹp đến bụng ra về. Chàng trai chưa mạnh tình bắt bay, cứ đổ cô gái xinh đẹp đầy chất ngôn tình. Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân để sinh 11 đứa con. Tống Khánh Linh, sinh năm 1998, quê Đắk Lắk, là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm thời gian gần đây khi trở thành tiếp viên trưởng của hãng Pacific Airlines ở tuổi 21. Chia sẻ với phóng viên, Khánh Linh cho biết cô lựa chọn nghề tiếp viên hàng không do nghề này có những điểm đúng sở thích là sự năng động, thoải mái được làm đẹp. Khánh Linh chia sẻ thời gian đào tạo cực kỳ căng thẳng, ngang ngửa với lúc ôn thi đại học. 100% kiến thức là tiếng Anh, lượng kiến thức nhiều và khó nên khi đi học phải cực kỳ tập trung, môn nào cũng phải làm bài kiểm tra, trượt thì làm lại. Với Linh, điều cô thích nhất ở nghề này là được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, được học cách chăm sóc, làm đẹp cho bản thân. Khánh Linh cũng cho biết áp lực lớn nhất của một tiếp viên hàng không là phải duy trì sức khỏe tốt để luôn tỉnh táo trên mỗi chuyến bay, phải sắp xếp thời gian bản thân dựa trên lịch bay chứ không được chủ động và phải biết cách ứng xử tốt để luôn làm vừa lòng mọi đối tượng khách hàng. Cô chia sẻ, muốn thi tiếp viên hàng không, hãy tìm hiểu thật kỹ, đừng chỉ nhìn vào cái tốt đẹp của nó mà hãy xem cả mặt trái phía sau. Nếu cảm thấy bản thân phù hợp thì cứ mạnh dạn thi, vì đã là đam mê thì dù khó khăn thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ tìm được lý do để ở lại với nó. Trương Cát, 27 tuổi, gần đây trở thành một hiện tượng được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ nhiệt tình. Anh là tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung khi tuổi còn rất trẻ. Điều đáng nói là anh được chọn vào danh sách trong chương trình tuổi trẻ thiên tài của Huawei với mức lương hàng năm lên tới 2,1 triệu tệ, khoảng 7 tỷ đồng. Trương Cát từng thi trượt đại học, khi được nhận vào Học viện Công nghệ Vũ Xương, điểm số của anh cũng không quá nổi bật. Anh thừa nhận mình có rất nhiều vấn đề trong học tập như không nắm vững được kiến thức căn bản, không có kỹ năng làm bài thi, hay mắc chứng lo lắng và thể trạng trở nên kém mỗi khi tham gia kỳ thi lớn. Tuy nhiên, cha mẹ Trương Cát chưa bao giờ ép buộc con mình phải học cái này hay làm cái khác, họ thường xuyên khuyến khích con trai mình cố gắng mỗi ngày. Theo báo chí đưa tin, cha mẹ của Trương Cát đều là giáo viên và họ kiên quyết phản đối cách giáo dục theo kiểu đóng gói. Họ dạy con trai mình cách phân tích ưu và nhược điểm của từng lựa chọn và cho con cái tự đưa ra quyền quyết định. Trương Cát nói, điều này cho phép tôi phát triển khả năng suy nghĩ độc lập, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và biến tôi trở thành một con người biết tự lập trong mọi hoàn cảnh. Sở hữu nhan sắc thanh tú, vóc dáng nhỏ gầy, chắc chẳng ai tưởng tượng nổi Chu Thiên Bội, một cô nàng đến từ Hồng Kông, 32 tuổi, lại đang làm công việc bốc vác. Mới đây, Chu Thiên Bội đã tham dự chương trình hẹn hò Dating with the Parents của đài truyền hình Giang Tô, nhận được nhiều sự quan tâm. Thiên Bội cũng bộc bạch, sau 10 năm làm công việc bốc vác nặng nhọc, cô hy vọng sẽ tìm được người bạn trai tương lai có thể hiểu được công việc của mình. Ở cuối chương trình hẹn hò, cô nàng đã chọn một thiếu gia giàu có và có thành tích tốt trong ngành truyền thông Trung Quốc là Vinh Địch Thân, 35 tuổi. Trong khi mẹ của Vinh Địch Thân không thực sự hài lòng, thì bố anh đã khóc khi nghe Thiên Bội chia sẻ về công việc của cô. Ông cho biết sẽ rất tự hào nếu có một người con dâu như vậy. Kết thúc chương trình, Thiên Bội được Vinh Địch Thân nhấc bổng trên tay và nhận được nhiều lời chúc phúc của khán giả. Trong Bạn Muốn Hẹn Hò tập 635, chàng trai Nguyễn Khắc Tài, 27 tuổi, phụ trách kinh doanh trang trí nội thất, thiết bị điện. Còn bạn gái là Trần Hạnh Hằng, 26 tuổi, làm marketing của một công ty thực phẩm. Có công việc ổn định và độc lập nên đến với Bạn Muốn Hẹn Hò, Hạnh Hằng tìm mẫu bạn trai lý tưởng như không hút thuốc, không keo kiệt, thông minh hiểu biết và không khoe mẽ, gia trưởng. Đáp lại thì chàng trai cũng hội tụ được gần hết tiêu chuẩn, dù không cao trên 1m7 như cô nàng mong muốn. Khi hàng rào mở ra, Khắc Tài với bó hoa màu tím trên tay đã nói những lời khen ngợi và loạt câu nói ngọt lịm đậm chất ngôn tình dành tặng cho cô gái thông minh xinh đẹp. Kết thúc chương trình, Khắc Tài đã tặng nụ hôn đầu đời của anh cho Hạnh Hằng trong niềm vui và chúc phúc của hai MC Quyền Linh, Hồng Vân cũng như người thân đi cùng. Britney Spears, 31 tuổi ở Kansas, Mỹ, mang thai đứa con đầu lòng Chrisman chỉ vài ngày sau sinh nhật thứ 16. Kể từ đó, cô đã dành 10 năm cuộc đời mình để sinh thêm 10 đứa con nữa. Vì quá đông con nên các hóa đơn chi trả sinh hoạt phí hàng tháng là một khoản không hề nhỏ với đại gia đình này. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, Britney thừa nhận bản thân vẫn muốn có thêm thành viên mới.
Khi kết hôn với Chris, cô muốn sinh cho chồng mình tổng cộng 15 đứa con. Được biết, trước Chris, Britney đã có 5 đứa con với chồng cũ, nhưng sau đó ly hôn vào năm 2010. Cô cũng dành 3 năm làm mẹ đơn thân trước khi gặp người chồng hiện tại. Cô có con trai đầu lòng với Chris vào năm 2015 sau một năm gặp gỡ yêu đương. Sau đó, cô có thêm Christopher rồi bất ngờ sinh ba Oliver, Asher và Abel vào tháng 6 năm 2019.